Xin chào các cô gái xinh đẹp. Hôm nay Trang sẽ trở lại với một bạn son cũng nhận được sự quan tâm đông đảo trong mấy tuần vừa qua. Đó chính là Bibia Last Lipstick Velvet Matte series vỏ màu đỏ. Vì mình vẫn chưa tìm mua được series vỏ xanh thì nên thôi quyết định lên sóng năm bạn này trước vậy nha. Ấn tượng đầu tiên chắc chắn là về thiết kế rồi. Và Trang tin là nhiều bạn gái cũng bị thuyết phục bởi sắc đỏ sang trọng này đúng không? Với mức giá dao động trong khoảng 170-200 nghìn thì mình đồng ý là thiết kế này khá tuyệt. Ban đầu Trang cứ tưởng son sẽ nặng, nhưng khi cầm lên thì thấy nhẹ tênh luôn. Dáng son vuông tương đối giống với son NARS hay là Mimi Box Lipstick. Vì không có nhiều loại son làm vỏ màu đỏ nên rõ ràng bạn Bibia này có thế mạnh hơn rồi, nhìn một phát là không lẫn đi đâu được cả. Điểm tiếp theo mà mình thích nữa, đấy là son không hề có mùi. Không có mùi thơm, mùi kem, mùi hóa học, đại loại là không có mùi gì hết đâu. Các cô nàng mà sợ mùi son chắc chắn sẽ ưng điểm này ngay. Trọng lượng son là 3.2g, tương đương với các loại son thỏi khác. Vì mình có nghe nhiều bạn review lại là chất son mềm dễ gãy, nên mình cũng chỉ dám vặn son lên thấp thấp thôi. Hiện tại thì 5 thỏi vẫn nguyên vẹn, không bị ngả nghiêng gì cả. Nhưng nếu bạn nào chưa dùng thì cũng lưu ý điểm này nhé, tránh son rơi gãy thì xót ruột lắm. Về khả năng bám màu, nếu bạn đang tìm kiếm một thỏi son ăn uống không phai đi tí nào thì có lẽ Bibia chưa chắc đã là sự lựa chọn thích hợp đâu. Bởi em này khi ăn uống vẫn sẽ dây ra thành cốc, bát, thìa và nếu ăn một bữa to thì son sẽ trôi sạch luôn. Tuy nhiên nếu không ăn gì cả thì khả năng bền màu vẫn sẽ kéo dài. Hôm nay mình có test thử màu số 5 trong vòng 4 tiếng không ăn thì son không phai đi một chút nào cả. Nếu chỉ sử dụng ống hút để uống nước thì son sẽ hơi nhạt đi một chút phần lòng môi nhưng dặm lại một đường là mịn đẹp ngay. Chất son lên môi nhìn lì vừa phải chứ không bị lộ vân môi quá nhiều, để sau nhiều giờ cũng không làm môi mình bị khô đi. Chính vì son không bám quá chặt vào môi nên cũng không hề thấy nặng môi chút nào đâu. Với những bạn môi khô thì mình lại phải tiếp tục ca lại bài ca, son lì sẽ không phù hợp đâu nha. Thường dòng son nào cũng sẽ nhận được những ý kiến trái chiều cả thôi, nhưng nếu bạn chọn đúng thỏi son phù hợp với tình trạng môi của mình thì sẽ chỉ có ưng ý trở lên. Chất son Bibia này mình tin là rất hợp với các bạn môi mềm mà không có vẩy da chết. Chất son lì nhưng mà khá mướt, Trang cũng không dùng dưỡng trước đâu. Khi thoa lên không hề gặp tình trạng bị bột hay là két lại khó tán. Với kiểu cả môi thì chúng mình sẽ thấy rõ được chất son lên mịn và đều hơn. Với series vỏ đỏ này thì mình thích nhất màu 4 và 5. Các màu khác tuy đẹp nhưng lại không có gì khác biệt mấy, vẫn là các tông son quen thuộc của hãng son Hàn Quốc. Màu số 1 và 2 tương đối dễ dùng và phù hợp với nhiều tông da. Màu nút hồng số 4 cũng rất xinh và không làm bợt da đâu. Bạn nào không thích make up cầu kỳ thì chỉ cần một chút mascara và má hồng là vẫn có thể dùng được tông này luôn đấy. Vậy là đã tìm được thêm một tông nút dễ phối hợp cho chị em rồi đây. La la la. Rất xin lỗi các bạn vì Trang hơi bị lười up video trong vài tuần vừa rồi. Giờ thì mình đã trở lại và sẽ chăm chỉ hơn. Hy vọng mình sẽ tìm được nốt các bạn màu vỏ xanh để cho lên sóng thật sớm. Cảm ơn các bạn đã chờ đợi, dục dã và xem video này. Hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye.